Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Một tử nhân lành. Một hôm, cha Gioan đạt dâng thánh lễ an táng tại một tư gia thì quân lính ập đến. Giáo dân đưa cha ra sau nhà, chỉ lối để cha chạy thoát. Nhưng cha không đành bỏ rơi họ để đi trốn, vì khi đó lính đã tìm thấy chén thánh, áo lễ và đang tra tấn chủ nhà cùng với một số tín hữu. Cha tự nguyện ra trình diện và nói với giáo dân: Vẫn biết rằng tôi có thể trốn thoát, nhưng nếu tôi làm thế thì anh em sẽ phải khổ nhiều. Đức Giêsu yêu thương con người là những con chiên bé nhỏ của người. Vì thế, người đã hy sinh chịu chết trên đồi Canvê cho họ. Trong cuộc sống, có nhiều cách để chúng ta thể hiện sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc đối với người khác. Cách thức thông thường nhất là đối xử tử tế, cảm thông và giúp đỡ. Nhưng trong những lúc khẩn cấp, chúng ta được mời gọi hãy hy sinh, thậm chí cả mạng sống cho họ. Chính những khi như thế, chúng ta đang sống tinh thần của vị mục tử nhân lành. Yêu thương và hy sinh để người khác được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết học và sống tinh thần của người mục tử nhân lành như Ngài đã nêu gương cho chúng con. Amen.